Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đã có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Lịch sử chiến tranh thế giới đã từng ghi nhận một lời nguyền với những kẻ mộng tưởng xâm lược nước Nga vĩ đại. Dù đó có là hoàng đế vĩ đại của Pháp quốc Napoleon hay chủ phát xít khét tiếng Hitler của Đức Quốc xã. Điểm chung của cả hai đó là đều tung hoành khắp châu Âu, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi cường quốc và gần như đánh bại tất cả các đối thủ từng đối đầu. Thế nhưng họ đem quân vào đất Nga thì đều bị đánh bại và cả hai thất bại đó đều là bước ngoặt cho sự sụp đổ của họ. Thế nhưng trong lịch sử đã có một ngoại lệ, một lần hiếm hoi mà người Nga chịu thất bại trước một đối thủ ngay trên sân nhà của mình. Nước Nga trong suốt chiều dài lịch sử chứng kiến nhiều chiến thắng vang dội, đặc biệt là trước quân đội xâm lược cả gan dám đem quân vào lãnh thổ. Thế nhưng đã có một lần, người Nga phải gục ngã ngay trên vùng đất của mình. Thất bại đó không chỉ khiến Nga mất đi một phần lãnh thổ, mà thậm chí còn đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia này. Một trong những thảm họa đã giáng vào đầu người Nga trong những năm tháng đỉnh cao nhất của đế chế Mông Cổ. Trong thảm kịch đó, từng thành trì của người Nga rơi vào tay quân Mông Cổ, đi kèm với đó là sự hủy diệt trên diện rộng, khiến dân số Nga giảm mạnh, kéo theo sự tụt hậu đến hàng chục năm của nước Nga so với các cường quốc tại châu Âu. Và sự mở đầu cho tấm thảm kịch đó chính là sự thất bại nhục nhã bên bờ sông Gan Cả, nơi mà 20.000 kỵ binh Mông Cổ đã tàn sát 80.000 quân Nga. Vậy, các bạn có thắc mắc rằng tại sao Mông Cổ dám đem quân xâm chiếm nước Nga? Trận chiến khiến nước Nga bẹp dí dưới vó ngựa của quân Mông Cổ đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời nhé! Bối cảnh lịch sử. Vào thế kỷ thứ 13, thành Cát Tư Hán sau khi thống nhất các bộ tộc Mông Cổ đã biến vùng đất hoang vu và lạnh lẽo này thành một đế chế đúng nghĩa, đưa Mông Cổ bước vào thời kỳ cực thịnh khó có thể lặp lại trong lịch sử. Sau khi đè bẹp nhà Kim bằng kỳ công Dã Hổ Lĩnh, triều Kim là triều đại trước đó luôn thực hiện chế độ bóc lột nặng nề với người Mông Cổ. Chỉ trong vòng 10 năm tiếp theo, thành Cát Tư Hán dẫn quân tiến sâu vào lãnh thổ nhà Kim tới tận khu vực giữa Vạn Lý Trường Thành và sông Hoàng Hà, bao gồm cả thủ đô của nhà Kim khi đó là Yên Kinh, Bắc Kinh ngày nay. Về chiến thắng tại Dã Hổ Lĩnh, Battle Cry đã có một video rất chi tiết. Chúng mình sẽ để link của video này dưới phần mô tả để các bạn tiện theo dõi. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Sau khi bình định được nước Kim, thành Cát Tư Hán quyết định bành trướng lãnh thổ về phía Tây. Khi đó người Hồi giáo ở Tây Á cũng tích cực mở rộng thế lực về phía Đông, nên việc hai thế lực này đụng độ với nhau là điều không thể tránh khỏi. Năm 1219, lợi dụng việc trả thù cho các sứ thần, Mông Cổ đã tuyên chiến với đế quốc Hồi giáo Khwarezm. Thành Cát Tư Hán sau đó đã nhanh chóng bình định đế quốc này. Sau khi chiến thắng, thành Cát Tư Hán lúc đó đã cao tuổi, có ý muốn rút quân về nước, nhưng hai đại tướng của ông, Triết Biệt và Tốc Bất Đại, muốn xin ông cho mình ở lại từ 1 đến 2 năm nữa để tiếp tục chinh phạt chiếm cứ đất đai, của cải và nhân lực cho Mông Cổ. Chẳng cần đợi Đại Hán trả lời, Triết Biệt và Tốc Bất Đại lập tức thống lĩnh 2 vạn kỵ binh, mỗi người 1 vạn quân đi chinh phạt khu vực Iran, Ba Tư. Chưa dừng lại ở đó, vó ngựa Mông Cổ tiếp tục tung hoành tại khu vực Cáp Cát. Tất nhiên là họ không đến đây để khai thác dầu mỏ, mà họ đến đây chủ yếu là để cướp bóc của cải của Georgia và Azerbaijan. Sau khi chứng kiến những chiến thắng liên tiếp này, thành Cát Tư Hán cho phép hai đại tướng của mình tiếp tục ở lại tham chiến. Triết Biệt và Tốc Bất Đài ngay khi nhận được sự cho phép đã lập tức chuẩn bị kỹ lưỡng cho một kế hoạch vượt qua dãy Kapkaz, vòng lên phía bắc. Để có thể vượt được Kapkaz hiểm trở, người Mông Cổ đã buộc phải hành quân đến thành phố Derben, thành phố cực nam của nước Nga ngày nay. Nơi này khi đó cũng đang bị một cánh quân Mông Cổ khác vây hãm và có thể thất thủ bất cứ lúc nào. Triết Biệt đã hứa sẽ không đổ sát thành phố nếu như họ giúp quân Mông Cổ vượt qua dãy Kapkaz. Sau đó thỏa thuận đã được chấp nhận. Người Mông Cổ dưới sự giúp sức của người dân địa phương đã thành công vượt qua Kapkaz, nhưng do địa hình dãy núi quá hiểm trở nên họ đã phải bỏ lại gần như toàn bộ vũ khí công thành của mình. Ngay sau khi vượt qua Kapkaz, quân Mông Cổ đã phải đối mặt với một liên minh các bộ tộc phía bắc Kapkaz với khoảng 50.000 binh sĩ, trong đó có người Kuman, một dân tộc đột quyết. Tuy nhiên sau đó, Triết Biệt cùng Tốc Bất Đài khéo léo nhắc lại mối giao tình giữa người Mông Cổ và đột quyết, khiến cho người Kuman dễ dàng cho họ mượn đường hành quân. Quân Mông Cổ sau đó nhanh chóng đánh tan liên quân Bắc Kapkaz, nhưng họ lại vi phạm điều ước trước đó mà đổ sát người Kuman. Trên đường truy đuổi, người Kuman đã chạy vào lãnh địa của Vương quốc Rus, chính là khu vực thuộc nước Nga, Ukraine và Belarus ngày nay. Quân Mông Cổ cũng theo đó mà tiến quân vào Rus.
đúng với phong cách của người Mông Cổ. Khi đặt chân đến lãnh địa của người Rus, Mông Cổ yêu cầu được tự do giao thương và yêu cầu vương quốc Rus phục tục. Người Rus khi đó không lạ gì với cách hành xử đó. Tất nhiên, người Rus không bao giờ chấp nhận phục tùng Mông Cổ. Mông Cổ cũng không cho người Rus cơ hội lựa chọn, lập tức tổ chức cướp bóc, thảm sát trên lãnh thổ của Rus. Động thái của người Rus. Quá căm phẫn khi bị người Mông Cổ cướp bóc, hoàng tử của Rus, Mrtilas Mrtilavis, đã tập hợp quân đội, thành lập một liên minh, tiến hành chiến đấu với người Mông Cổ. Người Rus khi đó hoàn toàn chưa biết được sức mạnh thực sự của quân Mông Cổ, nên họ nhập cuộc một cách vô cùng cẩn trọng bằng những trận chiến nhỏ, chủ yếu là để thăm dò lẫn nhau. Ước tính quân đội của liên quân Rus là 80.000 người, trong khi quân Mông Cổ chỉ có 20.000 người. Chiết Biệt cùng Tốc Bất Đài biết mình yếu thế hơn, nên cũng cẩn trọng mà đóng trại bên sông Dnieper. Họ mong chờ rằng mình sẽ đủ thời gian để chờ quân tiếp viện của Chuột Xích, con cả của Thành Cát Tư Hãn đến trợ chiến. Tuy nhiên, Chuột Xích bất ngờ bị ốm liệt giường, khiến cho cánh quân của ông tạm thời không thể hành quân tới nơi. Điều này đồng nghĩa với việc Chiết Biệt và Tốc Bất Đài không có được quân tiếp viện. Trong thời gian đó, liên quân Rus cũng ra sức tổ chức các chiến dịch thăm dò quân Mông Cổ. Người Rus nhận thấy phía quân Mông Cổ chủ động cố thủ, liền chủ động tung quân, sử dụng lợi thế về quân số để tiến hành áp sát và bao vây. Bốn phương tám hướng của quân Mông Cổ đều bị bao vây. Người Kuman cũng tham gia và liên quân và tấn công vào hậu phương của Mông Cổ. Chiết Biệt cũng nhận ra thế trận hung hiểm mà mình đang rơi vào. Ông sai 10 sứ giả đến quân doanh của liên quân và nói rằng họ tiến quân vào Rus chỉ với mục tiêu duy nhất là truy sát người Kuman. Người Mông Cổ không có thù hằn gì với Rus. Chỉ cần để họ tóm gọn người Kuman, chắc chắn quân Mông Cổ sẽ rút khỏi Rus. Nhưng đáp lại, liên quân lập tức hành quyết toàn bộ sứ giả. Một câu trả lời vô cùng lạnh lùng được gửi tới và Chiết Biệt cùng Tốc Bất Đài cũng không lằng nhằng mà lập tức tuyên chiến, dù lực lượng liên quân là gấp 4 lần những gì họ có trong tay. Cuộc chiến giữa đôi bên chính thức bắt đầu. Cuộc chiến bên bờ sông Gan Cả. Ngay khi vừa tuyên chiến, Chiết Biệt cùng Tốc Bất Đài đã lập tức cho quân rút lui, chạy về phía đông, hướng duy nhất mà họ không bị bao vây, và để lại 1.000 quân làm nhiệm vụ chặn hậu. Và lực lượng nhỏ nhoi này bị phe Rus giết hết. Nhưng nhờ vậy mà người Mông Cổ nhận ra một yếu điểm chết người của phía liên quân, đó là việc các hoàng tử Rus chiến đấu hoàn toàn tự phát, không theo chiến lược chung. Liên quân Rus nhận được thông tin, tưởng rằng quân Mông Cổ lâm trận bỏ chạy, suy cho cùng cũng chỉ là một lũ ô hợp, nên lập tức tổ chức truy sát. Suốt cuộc truy sát diễn ra, quân Mông Cổ bại trận một cách thê thảm, trong khi liên quân Rus giành được vô vàn chiến thắng vang dội. Theo những nhận định của Battlecry, mục đích duy nhất của Chiết Biệt và Tốc Bất Đài muốn tận dụng tốc độ hành quân kinh người của kỵ binh Mông Cổ để kéo giãn đội hình của quân Rus. Có thể hiểu đơn giản như thế này, quân Mông Cổ có 20.000 quân, nhưng toàn bộ kỵ binh với sức chiến đấu và hành quân nhanh chóng. Trong khi đó, liên quân Rus có đến 80.000 quân, nhưng trong số đó sẽ bao gồm cả kỵ binh và bộ binh. Để đuổi kịp được kỵ binh nhẹ của Mông Cổ, chắc chắn chỉ có những đơn vị tinh anh nhất của kỵ binh Rus là có thể thực hiện. Điều này sẽ khiến một phần lớn bộ binh và kỵ binh của họ bị tụt lại phía sau, dẫn đến việc quân Mông Cổ sẽ thu hẹp được bất lợi về lực lượng. Tất nhiên đây chỉ là những phân tích của Battlecry. Các bạn có nhận định gì về chiến thuật này, có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nhé. Sau 9 ngày đuổi bắt nhau, 20.000 kỵ binh quân Mông Cổ và quân Rus đã dừng chân bên bờ sông Katka, nay thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine. Nhận thấy việc hành quân với tốc độ cao đã khiến cho đội hình của liên quân Rus xuất hiện những lỗ hổng chết người, kỵ binh Mông Cổ lập tức tổ chức các cuộc tấn công bằng chiến thuật hồi mã cung, sở trường của mình. Các cánh quân Mông Cổ tràn vào tàn phá đội hình Rus, sau đó túa ra tổ chức bao vây từ bốn phương tám hướng. Quân Mông Cổ sau đó cắt đứt các tuyến đường rút lui của người Rus và nhấn chìm họ trong những cơn mưa tên và cơn cuộc sát. Nhiều hoàng tử của Rus cũng đã tử trận trong cuộc tấn công này. Một số thì mở đường máu và chạy thoát đến Kiev, nhưng Mông Cổ cũng đã truy sát và giết sạch họ. Thất bại bên bờ sông Gan Cả thực sự là một thảm họa với người Rus, khiến 75.000 trên 80.000 quân tử trận, trong khi quân Mông Cổ chỉ thiệt hại tối thiểu, khiến cho binh lực của Rus suy giảm nghiêm trọng. Sau chiến thắng này, quân Mông Cổ tiếp tục truy sát người Kuman và hủy diệt họ tại một khu vực gần với dãy núi Uran. Chiến dịch này có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xâm lược Nga và châu Âu của Mông Cổ. Chiến thắng này giúp người Mông Cổ gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp đất Nga. Chiết Biệt và Tốc Bất Đài cũng không hề vội vàng, để lại một lực lượng đồn trú cùng nhiều gian tế, còn lại rút về vùng thảo nguyên của sông Sidaria, Kazakhstan ngày nay. Nắm rõ tình hình nước Nga 14 năm sau, Tốc Bất Đài cùng tướng Mông Cổ khác là Bạt Đô thống lĩnh 75.000 quân chinh phục vương quốc Rus. Trong trận đánh mở màn, hoàng tử Vladimir được lệnh đem quân tiêu diệt những kẻ xâm lược.
Nhưng không ngờ quân Rus bị đánh tan, hoàng tử Vladimir bỏ chạy về Moscow, khi đó chỉ là một ngôi làng giao thương nhỏ. Ngôi làng nhanh chóng sụp đổ sau 5 ngày giao tranh, còn hoàng tử Vladimir bị bắt sống. 2 tuần sau, hoàng tử bị xử tử khi quân Mông Cổ tiến vào thành phố Vladimir. Chiến dịch quân sự của người Mông Cổ chỉ chấm dứt với sự sụp đổ của thành Kiev vào năm 1240. Gần như toàn bộ thành phố bị thiêu rụi hoàn toàn. Đạt được mục đích trên đất Nga, đại quân Mông Cổ chuyển hướng sang Tây Âu vì phương Đông đã hết mục tiêu chinh phạt. Chiến dịch quân sự của Mông Cổ trên đất Nga tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng. Ước tính 7% dân số Rus, tương đương 500.000 người khi đó bị sát hại. Nhiều thành tựu văn hóa của người Rus bị phá hủy hoàn toàn. Mãi đến 300 năm sau, người Nga mới dần thoát khỏi sự thống trị của Mông Cổ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về trận chiến bên bờ sông Can Cả, một trong những chiến dịch quan trọng nhất trong chiến tích xâm chiếm nước Nga và châu Âu của quân Mông Cổ. Các bạn có suy nghĩ gì về trận chiến này? Hãy để lại ý kiến và cùng Battlecry thảo luận nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry khám phá thế giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thương Trường Kể Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!